Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Ngày hôm nay, dạnh áp thấp có trục ở khoảng 13 đến 15 độ vĩ Bắc, kết hợp với gió tây nam ở phía nam đang hoạt động khá mạnh nên thời tiết xấu đã diễn ra trên hầu khắp các vùng biển của nước ta cũng như là trên khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc biệt là tại các vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, Nam Biển Đông gió mạnh, sóng lớn kèm theo mưa dông và lốc xoáy, gió giật mạnh đã gây cản trở đến hoạt động hàng hải. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, các hình thế thời tiết trên vẫn còn duy trì nên không thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông. Theo dự báo, từ khoảng ngày 12 sẽ có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam nên ở khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần lên ở mức cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Ở phía Nam, trong những ngày tới, gió mùa Tây Nam vẫn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ, tình trạng mưa dông và biển động vẫn còn tiếp diễn, các tàu đánh bắt cá xa bờ không nên ra khơi. Bà con cần hết sức lưu ý và theo dõi sát sao các bản tin dự báo tiếp theo của chúng tôi để có phương án chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn. Tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, thời tiết và tình trạng biển sẽ tạm thời tốt lên, gió chủ yếu thổi đều theo hướng đông với cường độ mạnh khoảng cấp 4, sóng biển không cao. Mưa rào và dông xảy ra không nhiều nên tầm nhìn thông thoáng hơn, các tàu đánh bắt cá và tàu ra vào đảo có thể hoạt động bình thường. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, từ khoảng ngày 12 thì thời tiết sẽ quay lại trạng thái có mưa rào và dông rải rác, gió mạnh, sóng lớn sẽ gây cản trở đến các hoạt động của tàu thuyền. Trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, gió duy trì hướng đông đến đông nam với cường độ mạnh khoảng cấp 4, sóng biển cao dưới 2 mét. Tuy nhiên, thời tiết lại không mấy thuận lợi do nằm ở rìa phía bắc của rãnh áp thấp nên tại đây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông, bà con cũng cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Xuống tới vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Đầu Cồn Cỏ và Lý Sơn, tại đây gió cũng thịnh hành chủ yếu theo hướng đông đến đông nam với cường độ mạnh cấp 4, tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên, do trời nhiều mây, mưa rào và dông xuất hiện rải rác khiến tầm nhìn xa giảm thấp kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh nên sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải. Trên vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, gió có hướng không ổn định và duy trì ở cường độ khoảng là cấp 4. Tuy trời nhiều mây và có mưa dông nên tầm nhìn các phương tiện bị hạn chế, đặc biệt là ở các khu vực phía nam của vùng biển này thời tiết sẽ còn xấu hơn, mưa dông mạnh kèm theo lốc xoáy và gió giật sẽ gây nguy hiểm cho các tàu thuyền. Đối với vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, đây được xem như là khu vực không an toàn cho các hoạt động của tàu thuyền. Gió mùa Tây Nam thường xuyên thổi mạnh với cường độ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 9, biển động. Cùng với đó, sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét kèm theo mưa dông và gió giật. Theo dự báo, thì trong những ngày tới, thời tiết xấu và tình trạng biển động sẽ còn diễn ra, các tàu thuyền nên hạn chế ra khơi. Chuyển sang vùng biển phía tây khu vực Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Gió Tây Nam duy trì với cường độ mạnh khoảng cấp 4, cấp 5. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Dự báo mưa dông còn tăng mạnh mẽ hơn trong những ngày cuối tuần này. Bà con cần đặc biệt lưu ý về tầm nhìn giảm kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố, lốc và gió giật mạnh trong mưa dông. Tương tự như vậy thì trên vùng biển Vịnh Thái Lan, mặc dù gió không quá mạnh nhưng thời tiết lại không mấy thuận lợi, trời khá nhiều mây, những cơn mưa rào và dông có thể xảy ra bất kỳ thời gian nào trong ngày, khiến tầm nhìn xa giảm còn xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Ngoài ra thì trong cơn dông có khả năng lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho các tàu thuyền nhỏ. Quay trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, gió có hướng đông với cường độ phổ biến là cấp 4, thời tiết có mưa ở một vài nơi, tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên, từ ngày 12 trở đi thì cường độ gió sẽ hoạt động mạnh dần gây biển động, sóng lớn nên các tàu thuyền cũng cần chú ý để đảm bảo an toàn. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, phía Bắc của khu vực này gió duy trì hướng đông đến đông nam. Phía Nam có gió hướng Tây Nam với cường độ mạnh khoảng cấp 4, trời nhiều mây hơn vùng biển phía Bắc và có mưa dông rải rác, mưa tập trung nhiều hơn ở phía Nam khu vực gây trở ngại cho hoạt động của tàu thuyền. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Gió trên vùng biển này có hướng Tây Nam và duy trì cường độ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 9, biển động, sóng cao. Mây dông phát triển gây mưa rào và dông mạnh khiến cho tầm nhìn giảm thấp, kèm theo hiện tượng thời tiết cực đoan nên không thuận lợi cho hoạt động hàng hải diễn ra trên khu vực này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt.